kìa anh. Đừng làm thế anh. Em kìa anh, em chỉ nhắn tin tâm sự với anh thôi, chứ em có chồng rồi anh. Sao thế? Anh đợi sớm khỏe lâu lắm rồi đấy. Không, thả tôi ra. Có gì thế đâu. Thả tôi ra. Tôi tưởng anh tử tế thế nào, hóa ra anh chỉ là đồ dê già thôi. Bồ láo. Già người ta mới gọi là dê. Ảnh trẻ cái này chỉ là thôi. Không, thả tôi ra. Không, không. Hết rồi đi.